chào mọi người, mình là Daniel tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam. Cái video này mình sẽ nói về ba, ba vấn đề. Vấn đề đầu tiên là Elon Musk và Twitter. Vấn đề thứ hai là Fed Meeting uh, ngày 2 tháng 11 này. Uh, và cuối cùng là BlackRock và cái sự tăng lãi suất uh, chuẩn bị tới đây. Và thêm một vấn đề nữa là cuối cái video mình sẽ cho bạn uh, uh, một cái gọi là cái tip, một cái id, một cái cách để tạo lợi nhuận uh, cho những cái ngày tới đây là cái ngày ngày 2 tháng 11 à uh, 2022. Cái ngày mà chuẩn bị uh, phép để đẩy ra ra cái 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 lãi á, cái lãi suất á. Ok cái đầu tiên thì rõ ràng bạn cũng biết rồi Elon Musk mới sở hữu được Twitter và cũng là cái ngày đầu tiên ông vô thì ông ông rửa ông gọi là rửa nhà ông đuổi hết mấy cái người nắm cái nắm chức uh, quyền ở trong Twitter cái đuổi hết mấy cái người kỹ sư ok và ông mời những cái người kỹ sư của Tesla là công ty của ông vô đó để um... ok sửa sang nó lại chuẩn bị Uh, và và ngay bây giờ, ok, có thông tin là uh, Twitter đang tạo một cái ví tiền điện tử, thì mình phải đặt ra câu hỏi, ông tạo một cái ví tiền điện tử để làm gì? Uh, trước đây có rất là nhiều uh, sự tuyên bố mà mình đã cũng đã giải thích cái video vừa rồi rồi, là ông muốn uh, cái xử lý cái cái vụ uh, bot ở trong Twitter này và ông muốn uh, những cái người mà đăng tin này tăng nọ ở trên uh, trên Twitter lúc người ta tạo tài khoản hay là để xác thực cái tài khoản của người ta thì người ta phải đóng một cái đồng tiền nhỏ nhỏ phí nhỏ nhỏ thì uh, cái câu hỏi đặt ra là phải ổng ổng dùng dodge để để ổng bắt người ta mua dodge để đóng những cái phí đó hay không thì ngay bây giờ cái phần uh, cho một mình là một người đầu tư thì uh, mình cũng đặt ra cái câu hỏi đó và mình cố gắng trả lời nó và theo sự suy nghĩ của mình thì khoảng cỡ 65 65 phần trăm là ông sẽ uh, có cách nào kết nối cái đồng Dogecoin vô với cái hệ thống uh, Twitter của ông Ok Dogecoin và có thể Bitcoin nữa nha yeah, Bitcoin nữa thì uh, mình cũng và một cái thông tin nó rất là quan trọng là là cái ông Elon Musk này ông mua Twitter rồi ông đem nó thành một cái công ty gọi là công ty private là công ty uh, không phải là công ty public, không phải là có những người đầu tư vô rồi có cái cái um, có cái nhóm lãnh đạo cái công ty này rồi chỉ dẫn được ra chương trình thì cái đó không không phải. Ổng mua cái công ty này là ổng không có cần báo cáo doanh thu hàng tháng, hàng năm, ba tháng gì hết đó. Ok. Cái này là cái công ty của ổng gọi là private. Thì ông ông không có dính vô cái cái vấn đề mà luật lệ luật lệ với nhà nước nhiều, ok um, và rồi, rồi thì um, uh, thông tin đẩy ra thì uh, bài có rót vô vô cái điều này là 500 uh, triệu đô la triệu đô la và cũng có một cái tin thông uh, thông tin ngầm nữa là mình không thấy ở trên uh, mạng xã hội nó đăng và chưa có bài báo nào nó viết hết thì là um, ở bên um, cái cái nhóm mà dầu mỏ à, ở bên à, à, cái người mà gọi là người do thái cũng có rớt vô trong nó một à, một phần trăm rất lớn okay. và cái công ty này cái cái sự quan trọng đó gọi là cái công ty này gọi là công ty private có nghĩa là à, và không phải là công ty public mà để mình giải thích nó như thế nào công ty public á nhiều lúc cái người mà ceo á, người ta cũng không có có tiếng nói trong đó bởi vì nó có một cái, cái đội ngũ một cái gọi là bối đó ok thì nó 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 chỉ nó chỉ ngón tay thì nhiều lúc ông CEO phải phải làm như thế bởi vì vậy Jack là người tạo ra Twitter phải rời bỏ cái công ty đó từ cái chức đó mà đi đi mở một công ty khác gọi là Block ok thì uh, ông đem cái công ty này private có nghĩa là nó có rất là nhiều tự do ông có rất là nhiều tự do về ngôn ngữ về cái cách sử dụng nó và cũng không có 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 gọi là phải đưa con số hay là đưa thông tin cho nhà nước rất nhiều ok thì um, thì ngay bây giờ thì là cái công ty này là cái công ty private những người nào đã sở hữu uh, những cái cổ phiếu cổ phần của Twitter thì bây giờ có thể đem những cái trái phiếu đó, cái cổ phiếu cổ phần đó ra mà bán ok và một uh, trái phiếu cổ phần bây giờ một cái một cái trái phiếu của nó ngay bây giờ cổ phiếu bây giờ thì nó là được đầu khoảng tầm năm mươi mấy năm mươi mấy đô okay. thì cái đó nó không quan trọng cái quan trọng là ngay bây giờ thì là Twitter là một cái công ty gọi là của ông Elon Musk mà ông vừa cũng vừa đăng một cái, cái hình là ông nói chung ông mua cái Twitter này là cái Twitter này cũng giống như một cái con chim trước đây thì nó đã nằm ở trong cái lòng nghe và nó nó nằm ở trong cái lòng thì nó không có cái sự tự do thì ngay bây giờ ông chủ yếu mua cái Twitter này để ông cho nó lại được cái sự tự do, à, tạo ra một cái cái nền tảng, một cái chỗ mà tất cả mọi con người có thể tới đó để bàn luận một cách à, hay ho về về suy nghĩ của mình chứ không phải cần à, phải dùng một súng ống hay là à, một cái gì đó để để xử lý à, công việc của mình thì không hay thì cái trường hợp đó ngay bây giờ nó rất là nó xảy ra rất nhiều bởi vì you know, cũng giống như chiến tranh đang xảy ra giống như là Ukraine, nga hay là những cái nước khác đang đánh nhau hay là nó đang gây nhau bởi vì nó không có một chỗ để người ta ngồi xuống người ta bàn luận bàn luận, ok người ta bàn luận nó nó không có một cái chỗ mà có thể là uh, vô bàn luận nhưng có một cái nhóm khác người ta có thể ngó và có thể là những nhóm kia là gọi là gọi cái nhóm thông minh hơn OK, cái nhóm ở bên ngoài người ta nhìn vô, người ta có thể um, coi hai, hai cái người này tranh đấu về 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 lời nói, thì ra người ta có thể xác định xin lỗi. Bởi vì người ta ở bên ngoài người ta nhìn vô thì cái cái cái, cái um, gọi cái sự gọi là cái sự um, đoán của người ta, hay là định định cái 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 cái, cái, cái cuộc um, đấu tranh về ngôn ngữ hay là đầu óc đó thì người ta dễ 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 thấy cái nào đúng và cái nào sai hơn. Okay. Thì à uh, Twitter. <laughs> Twitter ông mua Twitter là một chuyện rất là rất là hay ho. Nha, cái này là tại vì rõ ràng mà cũng biết uh, những cái sàn khác giống như Facebook. Thì uh, bây giờ cái số lượng người ta dùng Facebook thì càng ngày càng giảm mà người ta không có tin phiếu. Nha, đi lại chút xíu bởi vì Facebook bán thông tin khách hàng, à, người sử dụng Facebook cho cái công ty trước đây gọi là Bridge, Analytica, ok để dùng thông tin đó để để đánh đẩy hướng bầu cử cho người này người nọ, ok, ok mình sẽ không đi sâu xa về nó, có thể uh, sau này mình làm một cái video sâu xa về nó để mình bịa để mình 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 cho bạn biết Facebook là gì, nghe, okay? Facebook là một nền tảng uh, những cái người trên thế giới không có tin tưởng như bây giờ. Ok. Bởi vì vậy nó đổi cái tên của nó. Ok. Facebook là một cái nền tảng không có sự công bằng trên đó Giống như PayPal cũng là một nền tảng không có công bằng ở trên đó, đúng không? Giống như uh, uh, những nền tảng khác giống như YouTube hay là những nền tảng khác cũng vậy. Thì uh, nó có một cái lịch trình hết. Nếu mà bạn không theo đi theo cái lịch trình của nó thì nó sẽ xóa cái những cái bài viết của bạn, cái video của bạn hay là những cái gì suy nghĩ của bạn thì đó nhưng riêng cái riêng cái Twitter đơn là một cái gọi là cái đầu tiên trong xã hội một cái platform mà ai cũng có thể có tiếng nói nếu bạn cái tiếng nói bạn có tiếng nói bạn lên đó bạn nói ok bạn có gì hay ho bạn bạn muốn chia sẻ bạn lên đó bạn chia sẻ ok và không chỉ vậy là Twitter là một cái chỗ mà có rất là nhiều người làm ra được rất là nhiều tiền ở trên Twitter nha yeah. vậy okay. cho so những cái người mà Uh, có những cái ID nào hay thì bạn có thể bàn luận trên đó để, để 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 có thu nhập. Okay. Uh, thì đây Twitter là một cái chỗ gọi là ngay là một cái chỗ là hoàn hảo. OK? Ai muốn lên nó muốn nói gì nói. OK? Miễn sao không có có dùng tới vũ, uh, bạo lực thì thôi. OK? OK? Thì uh, đi lại câu chuyện về đầu tư uh, vừa rồi. Ông mới xấu Twitter và những cái người những cái người mà mà trước đây bị đá khỏi twitter ok thì ngay bây giờ những cái tài khoản của người ta đã được uh, mở lên lại và những người đó có thể sử dụng lại ok uh, thì đó ok và và uh, vừa rồi cũng rất là quan trọng là ông có viết một cái lá thơ ngày ông đẩy lên trên mạng xã hội là cái chỗ um, um, cái chỗ twitter là cái chỗ có thể là dùng để quảng cáo ngay bây giờ ông ông biết ok ông mới bỏ ra 44 tỷ đô la và cái tiền đó không phải là tiền túi của ông số nhiều lắm và tiền túi của ông. ok uh, thì ông phải làm sao có doanh thu từ nó thì ông cái cái thờ đó nó nó nói thẳng tới những cái người người quảng cáo twitter là một chỗ có thể tới để quảng cáo quảng cáo ok uh, rõ ràng uh, doanh thu doanh thu của uh, youtube uh, vừa ra vừa rớt ok, uh, google vừa ra cũng vừa rớt ok, thì hai cái công ty đó người ta lệ thuộc uh, tiền của người ta thu nhập đó, là bởi vì quảng cáo và tất cả mọi quảng cái quảng cáo ngay bây giờ thì nó càng ngày nó càng chậm lại, nó okay. là bởi vì uh, kinh tế đang đi xuống thì ông muốn ra mà tuyên bố cái lá thơ đầu tiên ông đẩy ra hoàng mạng xã hội là cho những người uh, là ông, ông muốn tạo cái chỗ này là một chỗ nền tảng công bằng đúng không và không chỉ vậy nữa cái thứ hai là ông đập vô những người quảng cáo thì ông biết là cái cái chỗ đó là một cái chỗ để cho những người quảng cáo lên mà mà mà, mà quảng cáo ngay bây giờ là giống như bạn bạn có hình dung như một cái thành phố giữa cái thành phố đó thì nó có một cái tòa nhà cao nhất và đẹp nhất thì đó Twitter cái 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 tòa nhà đó đó là Twitter nguyên thế giới nguyên thế giới nhìn vô thì là Twitter là cái 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 cái, cái căn nhà cái tòa nhà cao nhất và đẹp nhất ok rất 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 triệu 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 người ở trên thế giới này đang dùng Twitter ok và mình cũng dùng nó một thời gian rất dài rồi, ok mình có thể phán xét nó nó có những thông tin xấu và những thông tin tốt nhưng thông tin tốt nếu bạn theo đuổi mình theo những cái người mà tốt á, bạn có thể học rất là nhiều bài học trên đó trong một thời gian rất là ngắn có thể là bạn bỏ cả bỏ cả đời bạn ra bạn đi học trường lớp nhưng mà lên trên đó vài tháng thôi là bạn có thể cảm thấy riêng mình mình cảm thấy mình có nhiều thông tin hơn và khôn hơn rất nhiều bởi vì Twitter ok thì đó là một cái nền tảng bạn nên bạn nên uh, nếu bạn muốn phát triển đầu uh, óc của mình, uh, uh, túi tiền của mình hay uh, tất cả mọi thứ khác thì uh, về, về bản chất của mình thì bạn, bạn nên nên dùng Twitter ok vấn đề thứ hai mình muốn chia sẻ mình đổi chủ đề là Fed meeting cái phép meeting thì rõ ràng là ngày 1, ngày 2 và ngày 2 nó sẽ ra tuyên bố là cái lãi cái uh, lãi nó sẽ tăng hay là như thế nào ok uh, ngay bây giờ trước đây cũng có những cái video đã đẩy ra rồi là ông Powell có rất là rất là ngay bây giờ ông có rất là nhiều áp lực của bên ngoài uh, áp lực những cái người đang trong nhà nước nói này nói nọ ông lên là nên làm cái này làm cái nọ ok áp lực của UN nên uh, nói ông là nên À, chậm lại cái 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 lãi suất chứ không là ông đánh vỡ vỡ uh, vỡ kinh tế của Mỹ và toàn thế giới nữa bởi vì nó dính chầm với nhau hết uh, và ok áp lực về sự bầu cử ok thì ông Biden là ngay bây giờ là vẫn là tổng thống thì ông muốn kinh tế nó tốt mọi thứ đi lên cũng giống như những cái thống kê vừa rồi mới đẩy ra mà thấy cái nào nó cũng tốt hết đúng không mà người ta dựa vô những cái data mà mà người ta gọi là cherry pick á người ta muốn Uh, chọn lựa ra những cái data nào mà nó thơm nó tho thì người ta đẩy ra mạng xã hội để cho cái mặt của ông Biden nó ok để trước khi bầu cử đúng không? thì bởi vì những cái vấn đề như vậy những cái áp lực như vậy uh, lạng quạng ngay bây giờ là ông Biden đang cầm cái cây phía sau lưng đang đẩy ông 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 Powell hay là đánh trên đầu ông ok mày ra mày nói vậy như tao để để để, để cái bầu cử của tao sau khi cái ông Powell ra nói chuyện là ngày 2 bầu cử là ngày 8 chỉ 6 ngày sau thôi là bầu cử rồi Ok thì um, bây giờ mày làm sao cho nó ok đi cho tất cả mọi kinh tế đi lên đi Ok cho trong một tuần trời thôi để bầu cử của tao nó xong xuôi đã rồi sau đó mày um, tháng 10 tháng 11 này mày tháng 12 này chứ có mày có một cái một cái um, họp nghị để tăng lãi nữa mà thì mày có thể đánh 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 sau đó, đó mày đánh 75 phần trăm hay là mày đánh trăm chấm25 cũng được ngay bây giờ thì là bạn là là, là là cái con cái lãi phải phải ít hơn 75 bởi vì vừa rồi ba trong 3 lần liên tiếp mình đẩy 75 75 75 rồi. Đúng không? Thì lần này uh, mày đạp vô cái cái bàn đạp chút xíu, mày đạp vô cái thắng chút xíu để 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 mọi thứ nó ổn định đã. Ok. Uh, và rõ ràng cũng có những cái áp lực khác nữa là ok cái uh, bất động sản ở bên Mỹ thì ngay bây giờ đang rớt một cái bịch đúng không? Ok. Uh, thống kê cho mấy uh, cho thấy là đâu trong uh, 100 thành phố lớn nhất thì đâu um, đầu chín mươi mấy phần trăm đã đã, đã lạm phát đã không phải cái um, tài sản của người ta rớt rớt một cái bọc rồi, ok. riêng San Jose California thì rớt xuống bất động sản rớt xuống tới 10% phần trăm và nó còn rớt nữa, ok. bất động sản còn rớt nữa. Um, thì, thì 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 như thế nào, ok. Um, uh, trước khi ok trước khi um, thì Powell sẽ sẽ ra mình phải đặt ra câu hỏi là Powell sẽ là sẽ ra nói và làm gì? ngày 2 tháng 11. Ok. Cái cuối cùng thì uh, mình muốn nói về BlackRock. Trước đây nói chuyện mình làm một cái một cái clip rất là nhỏ nhỏ. Uh, mình có một thông tin sợ ở bên trong. Uh, thì uh, cái thông tin là BlackRock đang 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 dẫn dắt những cái người đầu tư của họ là uh, về cái cái vấn đề lãi lãi này nè, lãi của của Fed là nói là cái lãi nó sẽ sẽ thấp hơn. Sẽ thấp hơn cái số đồng đang suy nghĩ là 0.75. Nghe ở trên mạng ngay bây giờ nó có những cái cái thống kê, coi nó có những cái chỗ mà người ta vô người ta có thể vô những cái người đó người vô bầu cử coi thử cái lãi nó lên nó 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 là 75 hay là nó là 50 hay là 25 gì đó. Thì ngay bây giờ số đồng đang nghĩ là chấm 75 là 75 piece point. Ok. Nhưng BlackRock nói nó là không phải vậy. Ok. Và nếu mà bạn biết về BlackRock á là nó là nó nắm đầu thế giới cũng giống như là giống như bạn cứ hình dung này là đây cái tay này cái tay của mình nó là blackrock còn đây là trái đất này nó nó nắm như vậy nè ok nó dính vô tất cả mọi thứ trên thế giới này nha yeah. okay, không dính vô okay. tất cả những công ty lớn nhất thế giới này nó đều có tiền của blackrock và cái phần trăm trong những công ty đó là cái phần trăm cao nhất cũng giống như coinbase giống như, như giống như uh, FTX và những sàn khác nữa. Ok, nó có cái chương trình đi sâu hết. Ok, thì uh, nó có tay chân vô hết tất cả những công ty lớn nhất thế giới. Nó có tay chân vô hết những cái nước trên toàn thế giới. Và nó là giống như là bạn coi có mấy cái hình trên mạng là cái có cái tay nó có những cái sợi dây nó quản lý như những cái con người dưới đây á. Thì BlackRock là cái tay. Ok, quản lý hết. Thì BlackRock à, tin này là tin ngầm ok à, thì là đang đẩy ra là ok à, fed sẽ tăng ít hơn à, số đồng sẽ, sẽ, đang suy nghĩ và nếu mà cái đó mà nó sẽ xảy ra nha. Yeah. nếu mà cái thông tin thông tin leak đó là chảy ra mà đúng đó, thì tất cả mọi thứ sẽ bay lên ok bay lên ngắn hạn mình nhắc lại là ngắn hạn chứ không phải là dài hạn ngắn, ngắn hạn sẽ bay lên ok sẽ bay lên ok thì um, thì đó là cái 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 thông tin mình muốn trao cho bạn mà mình nghĩ nó rất là quan trọng ok nếu mình chọn đúng thì bạn sẽ tạo ra một cái cái lợi nhuận rất cao nếu bạn có tiền để đầu tư ok và cái thông tin cuối cùng là bất cứ một cái meeting nào trước đây của Fed thì mình cũng là ngồi máy và mình là người mình mua đi bán lại mà ok mua đi bán lại thì vừa rồi những cái meeting vừa rồi nghe mi rồi mình thấy lúc nào mình cũng ngồi ấy, thì mình thấy nó 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 dao động rất mạnh và rất nhanh nghe thì bạn rất là phải mạnh và nhanh thì nó nó lên cũng nhiều và nó xuống cũng rất là nhiều ok bởi vì sao nó có sự nó có sự nó có gọi là có cái sự mà sắp xếp nha và quyết định ở sâu hết là những cái market maker ok những cái market maker những con cá heo cá mập và những cái sàn giao dịch sẽ kết nối với nhau và người ta sẽ giao dịch người ta sẽ giao dịch à, chớ bạn cứ suy nghĩ đi cứ một cái ví dụ mình trade thì bitcoin ok một cái đồng mà nó bay lên như vậy và vài phút sau nó chuột xuống 10% ok à, thì bạn phải biết là ok nó phải có như thế nào để nó rót vô ok tỷ 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 như thế nào nó rót vô nhu cầu rót vô để 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 tăng lên tăng cái giá nó lên ok tăng nó giá nó lên xong có thể là mấy người mà đánh sốt đánh lon rồi đó nó có những thông tin hết đúng không thì nó sẽ bây giờ nó phải xả nó xuống để nó rửa hết những cái người trên đây những người tham ở trên đây đánh 5x 10x thì là cái thì cái thông tin đó là mình biết vừa rồi là lúc mà cái cái meeting đó nó có thì cái cái sự mà lên xuống lên xuống rất là bất thường trong một cái thời gian rất là ngắn hạn ok chỉ ba uh, 30 phút từ một tiếng đồng hồ thôi ok hay là ít hơn nữa thì thì bạn thì thì mình nghĩ cái meeting này cái chuyện đó nó vẫn xảy ra giống như vậy. Nó vẫn xảy ra giống như vậy. Nó có thể nhảy lên 5% 10% rồi nó rớt xuống 5% 10% thì cái đó là cái có thể bạn có thể dùng cái thông tin đó để để suy nghĩ ra một cái cách riêng cho mình để đầu tư. Ok. Là có nghĩa là bạn có, ngay lúc đó, đó bạn không phải mua để giữ lâu dài mà ngay lúc đó bạn mua để mua đi bán lại nhanh ok để tạo lợi nhuận. Tạo lợi nhuận. Ok thì nếu bạn là một người trader, một người mà nhảy vô nhảy ra trong thị trường để tạo lợi nhuận thì cái thời gian đó là thời gian vàng để đầu tư. Ok. À, cái thời gian chính xác, cái giờ chính xác mà nó ra cái thông tin đó thì à, mình sẽ cập nhật cho bạn xong cái video phía sau à sau, sau này mình sẽ cập nhật cái video đó cái thời gian chính xác cho bạn để để giúp cho bạn à, đầu tư à, một cách khôn ngoan và có lợi. Ok. Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Kamin, kênh về đầu tư và tư duy hay nhất tại Việt Nam và nếu bạn đã coi cái video này tới đây và có những cái thông tin nào mà nó hay, nó giúp bạn được gì đó, giúp mình chia sẻ cái video này tới những người thân thương của bạn và đăng ký cái kênh và subscribe mình có 3 channel, mình có youtube, mình có tiktok và facebook mà để theo dõi mình mà để lấy thông tin mà đầu tư thì nên theo dõi uh, youtube bởi vì những cái chỗ khác mình chỉ làm những cái clip uh, nhỏ 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 thôi nó không đỡ đủ thông tin để 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 có thể để giúp bạn ok xin chào mọi người